Rồi, xin chào các bạn. Chúng ta sẽ tập đi qua bài số 4. Thì trong bài số 4 này, Trường sẽ chia sẻ với các bạn một cái bí quyết mà giúp Trường xây dựng được rất là nhiều kênh về hệ thống thời trang, hệ thống làm đẹp mà gần như là thắng rất nhiều đối thủ. Thì và cái bí quyết đó là gì? Mình sẽ chia sẻ với các bạn trong video này. Đầu tiên, thì chúng ta cần phải hiểu qua một vấn đề. Đó là video nó sẽ được thăng hạng như thế nào, đúng không? Thì chúng ta có tìm hiểu ở bài đầu rồi, thì mình nhắc lại một lần nữa, cái video muốn được thăng hạng thì cái video đó phải được độ traffic, tức là phải có người truy cập đều đặn mỗi ngày mỗi giờ, đúng không? Cái lượt truy cập đó mỗi giờ càng nhiều thì cái video đó lên top càng nhanh, đúng không? Ở đây đối với mình thì cái tối quan trọng là cái video đó được người ta truy cập nhiều, và truy cập nhiều và liên tục mỗi giờ đều có lượng lớn thì cái video đó rất là nhanh lên top. Thì bằng cách nào mà chúng ta có thể có được một cái traffic đổ về như vậy khi kênh của các bạn rất là nhỏ? Tại sao nó không lên top được? Nó không lên top được là vì không có ai xem cả. Không có ai share, không có ai comment, không có ai like, không có ai xem thì nó không lên top được, đó là điều dĩ nhiên. Dù bạn có đi link như thế nào nó vẫn không lên được, đúng không? Thì một trong những cái bí quyết đầu tiên của mình đó là mình sẽ quan tâm tới là mình sẽ sở hữu những kênh lớn. Mình không xây từ đầu. Dù cho là mình kiếm tiền YouTube chuyên nghiệp hay là dù cho mình làm kênh về bán hàng thì mình luôn đi săn tìm những cái kênh mà nó đã lớn rồi, người ta xây lâu năm rồi, đúng không ạ? Cái video trước thì mình đã chia sẻ với các bạn rồi, các bạn sẽ tìm kiếm ở trong học viên Trung Bi, họ bán rất là nhiều trao đổi. Thì cái kênh mà có cái thời gian xem trong vòng một tiếng ấy, đúng không ạ? Một giờ là bao nhiêu? Cái lượng xem càng nhiều. Khi các bạn đi mua kênh, các bạn hỏi là một giờ là lượng xem như thế nào? Đấy, cái lượng xem qua một giờ càng lớn thì cái kênh nó càng uy tín, càng mạnh, đúng không ạ? Chứ hẳn là cái kênh nhiều ngàn sub mà nó ok đâu các bạn. Có thể là cái kênh mười mấy ngàn sub thôi mà nó có thể là ngon hơn rất nhiều so với cái kênh 200 ngàn sub, đúng không ạ? Tại vì mình sẽ tính vào cái thời gian một giờ cái kênh đó đang có cái độ tương tác như thế nào, độ view như thế nào, đúng không ạ? Yếu tố đầu tiên là đi sở hữu kênh lớn cái này. Cái kênh lớn thì nó có sức mạnh sẵn, đúng không? Thì nó rút cho mình rất là nhiều năm để mà xây lên, được chưa? Rồi, cái thứ hai là phải tối ưu thật tốt cái thằng WixIQ. Tí xíu nữa mình sẽ chia sẻ các bạn về WixIQ thật chi tiết. Cái thứ ba là quảng cáo đẩy view. Đấy. Thì nếu các bạn không sở hữu kênh lớn thì làm sao để có được cái lượng view đều đặn mỗi giờ được? Chỉ có cách là quảng cáo thôi. Nhưng bạn sở hữu kênh nhỏ, bạn chạy quảng cáo, người ta sở hữu kênh lớn, người ta chạy quảng cáo thì chắc chắn bạn sẽ không làm. Đấy. Người ta sở hữu kênh lớn rồi, người ta còn đổ tiền chạy quảng cáo nữa để đổ quảng cáo lưu lưu thì chỉ cần đảm bảo được một cái yếu tố, đó là cái video đó nó được có người xem đều đặn mỗi giờ. Đấy. Lượng người xem càng lớn là lượng top càng nhanh, càng thắng đối thủ. Đấy. Cùng đối thủ với nhau mà cái video đấy có cái lượng truy cập lớn hơn, lượng truy cập mỗi giờ lớn hơn thì họ sẽ được đẩy lên top cao hơn. Tất nhiên nó còn phụ thuộc vào yếu tố độ chớp của kênh, độ mạnh của kênh. Nó phụ thuộc vào đi anh đi backlink nữa, đúng không? Và những cái nơi anh chia sẻ là đâu nữa. Thì mình nhắc lại một trong những cái bí quyết của mình để thắng mọi đối thủ, đó là đi sở cái lớn. Cái thứ hai là đẩy view quảng cáo cho cái lớn đó. Cái thứ ba là tối ưu thật tốt thằng WixIQ. Và WixIQ là tối ưu là sao? Tối ưu là sale đấy các bạn. Đấy. Ưu thật tốt nó là chúng ta sẽ thắng được mọi đối thủ. Đây là cái bí quyết mình chia sẻ với các bạn. Còn cách làm thế nào thì các bạn tùy cái này các bạn.
Nhưng ở trong cái khóa học này mình cấp cho bạn đầy đủ cách chạy quảng cáo để view như thế nào, cái tool thật tốt phỏng vấn IQ thế nào, và làm sao để sử dụng được một cái lớn, mình chia sẻ hết cho các bạn rồi, và còn lại là các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần tool thật tốt phỏng vấn IQ ha. Thì mình sẽ không hướng dẫn bạn cả. Phỏng vấn IQ nó là một tiện ích của Chrome thôi. Các bạn có thể cài vào các tab hoặc Chrome tùy. Các bạn lên Google, các bạn gõ là chữ VSD này, IQ này. Đấy. Thì chúng ta sẽ tìm được ngay nó ở cái phần này. Đấy, VSD IQ Vision cho YouTube. Các bạn click vào. Thì các bạn cài thôi. Click vào đây nó có extension này. Cài. Đây nó vào thêm vào. Đây mình đã thêm vào ở đây này. Click vào thêm vào, click vào extension nó hiện lên cái bảng. Click vào extension gì đó. Sau đó chạy đây. Đấy. Khi nó chạy về rồi thì các bạn đăng ký một cái tài khoản thôi. Đó, nó có cái phần là đăng ký miễn phí, đăng ký điền user password, email là xong. Đó. Sau đó là các bạn vào bất cứ một cái video nào thì nó sẽ thế này. Được chưa? Ở đây mình sẽ lấy đặt một cái video ví dụ minh họa cho các bạn nha. Rồi. Ở đây nó sẽ có những thông số gì khi chúng ta vào thì nó sẽ có thông số gì? Thứ nhất đó là cái tổng quan. Tổng quan của YouTube, đúng không ạ? À, tổng quan với IQ của YouTube các bạn. À, cái phần tổng quan là cái rất là quan trọng. Thứ nhất là nó tổng quan là rõ, nó bao gồm mạng xã hội này, sale này, rồi checklist từ khóa này, kênh này, rồi thẻ tag này, chủ đề này, thẻ tag đấy. Làm ra tổng hợp thì ở đây chúng ta thấy là cái tổng quan của nó là 37.7/100, bạn thấy chưa được không ạ? Chưa có được đúng không? Là thằng này tối ưu chưa có tốt, tối ưu chưa tối ưu đấy. Và trong phần tổng quan là chúng ta sẽ có thêm phần gì ạ? Lượt xem mỗi giờ. Ở đây nó đang nói về một cái video, đây là chúng ta đang xem một video đây, mỗi giờ thì cái video này đang có là 129 lượt xem và tổng lượt xem của nó là 6.052 và cái thời gian xem là đã được 16:32 đấy. Rồi để mà cái điểm này ấy, các bạn phải tốt ưu cao nhất có thể đấy. Thì chúng ta cần phải làm tốt những cái yếu tố như đây. Đầu tiên là mạng xã hội đấy. Cái mạng xã hội này là cái gì ạ? Là cái nơi mà bạn share cái video. Đầu tiên thì các bạn thấy là nó là đang rất là bad đúng không ạ? Rất là tệ. Tỷ lệ gắn kết là chỉ có 1% thôi. Nó phải là lớn hơn 15% thì mới ngon. Đó. Tức là cái khả năng mình share cái video này lên các mạng xã hội Facebook, Twitter, Instagram rồi cái gì đó đúng không? Thì ở đây các bạn thấy là nó đo được mức 1%. Quá bèo. Phải là hơn 15% rồi ok. Thì ở đây mới có cái lượt thích này. Là 83% thích từ YouTube này. Rồi cái gì nữa? Lượt thích YouTube 42 mà 6 không thích, đó tỷ lệ 87% là đến từ YouTube. Thì chưa có mạng xã hội ngoài này. 98% là từ YouTube. Còn Facebook chưa có này. Phải không ạ? Reddit cũng không có này. Đấy. Có gì cả. Ở đây thì nó đánh Facebook và Reddit là nhiều. Đó. Mà hai người không có luôn thì điểm này nó là rất là best luôn, rất là tệ. Thì cái mạng xã hội là một trong những cái mà đánh giá rất là cao, YouTube rất là cao. Chúng ta cần phải share video chúng ta lên những cái mạng giống như Facebook, Reddit, đúng không? Twitter, Instagram, LinkedIn, cái gì đó rất là nhiều thứ. Ngay ở phần dưới video này nó có hàng đống các mạng xã hội chia sẻ này. Đây, đây cái hàng đống thứ thì các bạn cần phải share lên những hàng này. Tạo một tài khoản xe lên đây, được chưa? Rồi, đấy. Đó là một trong những lý do để mới là thấp. Thứ hai là phần sale. Phần sale ở đây các bạn thấy gì ạ? Điểm sale. Đây là cái điểm sale của cái thằng Viz IQ này. Về trong cái mục sale là được 66.8/100. Thì cái này cũng có là đáp ổn, còn chưa có là chưa phải ngon, đúng không? Rồi. Trong cái phần sale này thì nó là tổng hợp có 1, 2, 3, 4, 5 yếu tố. Được chưa? Còn ở trên đây là tổng hợp của tất cả những cái thành phần gì đây. Còn sale này riêng của nó là 1, 2, 3, 4, 5 yếu tố.
Thì ở trong đây, cái đầu tiên là cái này. Cái này là những cái video, tức là họ đang xem một cái video bất kỳ, và những cái video được đề xuất trong kênh là bao nhiêu ở bên dưới được đề xuất, đúng không? Cái này có số 2/20. À, thì ví dụ như khi họ đang xem một cái video này thì trong cái kênh này nó có tiếp tục thêm là hai cái video đang ở dưới được đề xuất, thì con số này cũng đang rất là ít. Ở đây nó phải cho là 20, đúng không? Chúng ta mà phải có được 20 kênh đề xuất ở dưới thì mới là tuyệt vời, nhưng bèo lắm thì các bạn phải đạt được 10 rồi mới có hai đang thấp, đúng không? Tiếp theo là cái số từ trong mô tả. Số từ trong mô tả nó đo được cái video này là 244 từ. Thì theo mình nghĩ là cái số từ để mà tối ưu thì là 250 là quá ok rồi. Tức là 250 từ ở trong phần mô tả là được. Mình nghĩ là đây cái điểm về số mô tả từ là ổn. Rồi. Cái thứ hai là màn hình kết thúc. Nó đo được mới có 1. Thì cái màn hình kết thúc này nó yêu cầu chúng ta phải 4. 4 các bạn ạ, màn hình kết thúc 4 mà đây nó chỉ có 1 thôi. Thì nó chưa đạt. Đấy. À, yếu tố 1 này và yếu tố 2 này là nó đã bị giảm điểm này. Còn phần mô tả này là khá ok. Số link trong mô tả 10. Số link trong mô tả 10 thì mình nghĩ cũng khá là ổn. Tại cái số link này nó theo mình nghĩ là từ 5 tới 7 thôi. Mà nó đặt từ 10 link thì cũng khá là ổn rồi. Nói chung là chúng ta không nên nhồi nhét các link. Chúng ta có thể bỏ trong đó trong phần mô tả là gì ạ? Website, đăng ký kênh, fanpage, rồi những cái link của những cái video khác trong kênh của mình. Thì theo mình nghĩ là tầm 10 đó là đẹp. Từ 7 tới 10 đẹp. Chúng ta không nên nhồi nhét quá nhiều link, đúng không? Nó sẽ tính vào spam. Thì đây số 10 là đẹp, đúng không? Đạt được đây, mô tả và số link đạt. Cái này cũng chưa đạt, cái này mới được có 1/3 thôi, 1/4 thôi. Còn 3/4 chưa đạt được, đúng không? Rồi. Tiếp theo là cái gì đây? Cái người tới link một chỉ có 1 thôi, tức là số trang bên ngoài liên kết web, tức là cái người họ tới cái video của chúng ta, thì tức là cái video này mới được chia sẻ ở một cái nơi nào đó, chỉ được một nơi nào đó tới cái video này, có thể là chia sẻ ở website hay là ở đâu đó, thì họ đánh giá là mới có 1. Đây số trang web ở bên ngoài liên kết tới website tới video của chúng ta thì cái mới có 1, thì mình nghĩ cái này còn chưa đạt. Cái con số này phải càng nhiều càng tốt. Đó. Tức là cái số liên kết của video chúng ta được chia sẻ khắp nơi phải càng nhiều càng tốt. Thì ở đây mình nghĩ là cái điểm được 66/8 thì nó cũng chưa có được đạt, đúng không? Chưa được đạt. Đấy. Và tất nhiên ở trong cái đây nó còn có những cái gì ạ? Thì click vào đây. Click vào đây. Ngoài 1 2 3 4 5 này thì ở trong này nó còn sẽ có những cái gì ạ? Đây các bạn xem này. Số thẻ tác này, số thẻ tác giúp YouTube hiển thị mục đích của video để chúng có thể hiển thị ở kết quả tìm kiếm, thì cái số thẻ tác là nó cho là 5, tức là cái ở đây mình là cái điểm của cái thẻ tác là 5/5 là ok, hay là 4/5 là cũng đạt rồi. 1, 2, 3, 4 cái này là chỉ là một trong những phần thôi, và yếu tố quyết định là vào thằng này. Ví dụ như thằng này là chiếm một thằng này không thôi là nó rất nhiều yếu tố, nó có thể chiếm tới 67%, còn những yếu tố này nó sẽ chiếm tới 23% thôi, đúng không? Rồi cái lượng thẻ tác, cái lượng thẻ tác là cái gì? Mình bản thân mình tối ưu rất là nhiều cái video đạt rất là cao nhưng mình vẫn là số 0/5, thì mình thật ra mình vẫn chưa chiếm này lắm. Đấy. Ok, mình bỏ qua cái này, tức là cũng không ảnh hưởng nhiều. Rồi cái từ khóa trong tiêu đề. Đấy các bạn thấy không ạ? Đây nhắc lại nhá, từ khóa trong tiêu đề là phải 5/5 mới là hoàn hảo. Dạ. Thì ở trong cái tiêu đề này mình đã đạt được 5/5. Đấy. Rồi, từ khóa trong mô tả cũng phải 5 từ khóa. Ok ạ. Dạ. Từ khóa lặp lại cũng phải 5 từ khóa. Dạ. Tức là sao ạ? Trong mô tả bạn đã mô tả 5 từ khóa này rồi, bạn phải lặp lại một lần nữa. Đúng 5. Được chưa? Rồi ở đây là cái số điểm của nó đạt là 41/50. Đấy, bạn thấy số điểm khá ok mà 41/50 thì nó đạt được cái này. Rồi ở đây chúng ta sẽ có thêm cái gì ạ? Thẻ tác được xếp hạng 5/5 luôn, tức là cái thẻ tác mà có lượng tìm kiếm đấy các bạn được xếp hạng ở vị trí nào đấy thì
5/5 nó dư rồi đúng không? Ở đây mà cái video này thì mình thấy là nó đã dư 5/5 rồi. Đó, tức là cái thẻ tác có cái lượng tìm kiếm được xếp hạng, tức là họ lên Google họ tìm kiếm cái thẻ đó mà video xuất hiện ở vị trí top dư 5. Và thẻ tác được xếp hạng cao thì không có thằng nào cả, đều chưa được. Ví dụ như cái thẻ tác được xếp hạng 1, 2, cái video này nó còn chưa ghi nhận được là có cái nào. Thì ở đây mình thấy là nó cũng đạt được một số cái. Một số cái thì nó cũng khá ok đấy. Thì cái này còn là tạm được. Còn một phần, một vài cái là chưa có ok. Những cái điểm thẻ tác cũng chưa đạt nó maximum. Cái này thì hơi thấp, cái này cũng đang còn hơi thấp đúng không ạ? Cái này cũng vậy. Khi các bạn có ưu cái này lên, các bạn tối ưu thêm cái này kèm theo cái này điểm mắc lên, thì mình nghĩ là cái điểm này rất là cao. Cái điểm này cao thì nó sẽ giật cái điểm này cao này. Nhưng đặc biệt cái mạng xã hội đang rất là bét, nó bị điểm yếu quá trời đấy. Rồi tiếp theo là cái phần là checklist tối ưu hóa video này. Cái phần thứ nhất là cái tiêu đề. Cái đề đang quá dài các bạn, tiêu đề video là quá dài. Thẻ tác có rồi, này. Nó đòi hỏi phải có thẻ tác, ok ạ. Mô tả đều có này, sao chép thẻ có này, màn hình kết thúc có này, đúng không? Rồi chia sẻ lên group chưa có, còn theo nó chưa thấy chia sẻ lên Facebook. Thì ở đây nó nhắc nhở các bạn cần phải chia sẻ lên Facebook ngay. Tại vì chia sẻ lên Facebook không có nên cái điểm ở trên kia nó rất là tét, bét đúng không ạ, rất là tệ. Đấy. Và nó đánh giá rất là cao Facebook nên chúng ta cần phải chia sẻ lên Facebook. Rồi, chia sẻ lên Twitter thấy rồi. Công khai bình luận được ghim đấy, phải có một cái bình luận và bình luận được ghim và bình luận được thích nữa cơ. Nó chưa có bình luận nào được thích hết nên nó đang còn đỏ đúng không? Đây là những cái yếu tố mà để tối ưu hóa một cái video đấy. Thì ở đây chúng ta cần phải khắc phục những cái gạch chéo màu đỏ là cần phải khắc phục ngay đấy, thì cái điểm nó sẽ cao hơn đúng không? Rồi ở đây thì các thông số kênh ha. Dưới đây thì nó cho biết chúng ta thông số kênh thôi, không có gì cả, không quan tâm tới cả đúng không? Thì kênh sẽ được như thế nào, nó sẽ cho biết là cái thông số kênh nước nào, trung bình xem mỗi ngày, rồi xem mỗi tháng, trung bình đăng ký, rồi lực tăng trưởng như thế nào. Chúng ta nhìn ở đây chúng ta chỉ cần nhận định là ok, kênh đang tăng trưởng là ok rồi. Đấy. Đấy, và dưới đây là phần tag, một số phần tag. Rồi. Đó là những một trong những cái lưu ý của chúng ta. Ở đây cái điểm mà quan trọng nhất là cái này này các bạn nha. Phải làm đạt được mấy cái này thì chất lượng nó mới ngon. Đấy. Đó là thẩm viết IQ. Khi các bạn đủ làm đủ những yếu tố này được 5/5 hết đó thì nó cực kỳ tối ưu. Cực kỳ tối ưu. Và làm những cái mạng xã hội này nữa tối ưu hơn tốt cái này. Đó. Thì mình nghĩ là cái video đó sẽ được thăng hạng rất là nhanh. Đó. Kèm theo kênh có cái độ uy tín tốt, sức mạnh cao, đấu thêm chạy quảng cáo thì không đối thủ. Rồi, ok, tất cả những gì mình chia sẻ.